Congratulations to the winner for today. We shall wake up 45 kilograms goes to Vietnam. Medal to our medalist today. Si Su Bang Thong Min Wang from Lao PDR. Please. Chúc mừng Hiếu. Vậy cuối cùng thì cũng đã có được một tấm huy chương vàng. Anh vẫn còn nhớ là một năm trước anh cũng theo dõi em thi đấu và em phải đụng độ một đối thủ người Thái Lan rất là mạnh. Và trận đó mình đúng là mình đã gặp một chút vấn đề về chiến thuật. Vậy thì còn trận đấu vừa rồi thì như thế nào? Dạ thì trận đấu vừa rồi là đối thủ Lào bỏ cuộc. Và em cũng không biết trước được tình huống này. Thì trước khi thi đấu thì ban huấn luyện có thông báo là đối thủ gặp chấn thương và không thể tham gia thi đấu. Thế trong quá trình thi đấu thì Hiếu có gặp một đối thủ Campuchia nào không? Dạ thì em gặp đối thủ Campuchia ở trận bán kết. Thế thì trong lúc mà trận đấu đấy thì trước trận đấu thì chúng ta đều biết là Kun Khmer là một võ nước chủ nhà và lần này là không có võ sĩ Thái Lan, vậy nên là Campuchia được xem là võ sĩ khó khăn nhất. Thì lúc đó thì các thầy có cái chỉ đạo gì về tâm lý cho mình không? Dạ thì trước khi gặp đối thủ Campuchia em cũng rất là hồi hộp, nhưng sau khi các thầy các anh em trong đội làm tâm lý cho em thì em cũng đã cố gắng thi đấu và nghe theo chiến thuật chỉ đạo của thầy và anh nhất. Hiện tại thì chúng ta đang có hai giải đồng diễn ra, đó là SEA Games và giải vô địch thế giới. Vậy thì sau cái SEA Games này, sau khi tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên này thì em có cái mục tiêu gì trong tương lai? Dạ thì em sẽ cố gắng tập luyện tiếp tục thi đấu và em mong rằng vào tháng 10 sắp tới tại Thái Lan là giải châu Á thì em hy vọng rằng sẽ có hàng không muốn làm kêu ra để em được tham gia và thi đấu để cống hiến mang thành tích về cho thể thao Việt Nam. Thì chúng ta đều biết thì những lần trước những người giành huy chương vàng đầu tiên của Muay Việt Nam và những người được thi đấu thì không phải là các hạng cân nhỏ. Bây giờ thì em lại làm được điều đấy. Thế cái cảm xúc thế nào? Bởi vì thực ra chúng ta em đã vô địch giải thế giới rồi, em đã có những thành tích rất tốt ở giải chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta mới có cơ hội được làm điều đó ở SEA Games. Vậy thì cái cảm xúc chờ đợi đấy nó có khó chịu không? Dạ thì cũng 3 kỳ SEA Games rồi thì em mới được huy chương vàng. Em cũng rất mong muốn mình sẽ được nắm huy chương vàng này. Em đã chuẩn bị rất là lâu thời gian tập luyện, cố gắng hết sức mình trong thi đấu, trong tập luyện. Em rất là vui, hạnh phúc khi mình được nắm huy chương vàng này.